E-O-E-E-I-O-I. Trời ơi, giờ này, giờ này tôi tập tạ các trái táo các không nổi luôn á. E-O-E-E-I là lên. Thấy ghê quá. Lúc xuống làm sao, lúc xuống làm sao? E-O-E-E. Ghê quá. Dạ, em chào hai anh. Ai đây? Em nhân viên mới anh. Cái gì? Dạ, em mới nhận việc ngày hôm nay. Trời ơi, trời đất thương. Nhân viên mới của công ty hả? Dạ. Thôi, giờ chú ngồi đi em. Dạ, em dạ. Trời, nhân viên mới mặc cái quần. Bởi vậy. Trời ơi, phi bóng mà security quá trời. Chân mày rậm rạp, áo quần bệnh bao. Trời đất quá à. Dạ. Biết đọc chữ không? Dạ, trưởng phòng. Đó, thấy chưa? Là cái chỗ này chỗ trưởng phòng. Mắc gì rồi ngồi đó. Nhưng mà phòng mình làm gì có trưởng phòng anh? Bây giờ không có trưởng phòng. Nhưng mà trong tương lai sẽ có trưởng phòng. Vậy bây giờ em phải ngồi đâu? Ngồi đây nè. Dạ em cảm ơn anh. Ê. Dạ. Để anh phủi bụi cho em ngồi nha. Ừ. Em cảm ơn anh nhiều, anh tốt quá. Dạ. Ê. Dạ. Nói như vậy mà cũng ngồi được. Hồi nãy lúc bước vô thấy tôi ngồi đây thì biết cái chỗ này chỗ của tôi. Không ấy leo đầu tôi ngồi luôn nè. Ngồi lên. Dạ đúng rồi. Thôi em ơi, đừng có sợ hãi gì hết á. Cái cuộc sống ở trong cái công ty này là vậy đó. Qua đây ngồi với anh nè. Chia ngọt sẽ bùi. Qua đây cưng. Em cảm ơn anh. Ừ, đó, ngồi đây nè. Dạ. Đó, rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cái chỗ tôi ngồi tôi làm việc mà anh dám ngồi trên đầu trên cổ tôi. Anh muốn đuổi ra công ty này hả? Nhân viên mới mà vô lấn lướt nhân viên cũ. Dạ, vậy bây giờ em phải ngồi đâu ai anh? Ở đây. Tôi thấy cả tháng này hả? Cái thằng nó sao mà nó chăm chỉ dữ vậy ta? Trời ơi, chứ ai như mấy người suốt ngày ăn hoài. Trời ơi, làm như mấy người không ăn gì đó. Tôi ăn một, mấy người ăn tới 10 đó ha. Em chào hai anh. À, chào cưới. Tôi đi làm. Hỏi không? Dạ. Ôi, bởi vì tôi nói hả, sao mà chết rồi. Đứng dậy. Nhìn. Trưởng phòng. Dạ. Biết đọc chữ không? Dạ biết. Biết đọc chữ thì tại sao cứ ngồi cái chỗ này hoài vậy? Một tháng trước cậu vô đây, cậu không biết, cậu ngồi tôi không trách. Dạ. Bây giờ đã một tháng cậu làm việc ở đây rồi mà sao cứ ngồi lộn chỗ hoài vậy hả? Thì sau một tháng rồi em làm việc, em được giám đốc bổ nhiệm em làm trưởng phòng. Trưởng phòng? Dạ. Đây có giấy nè, đây hai anh coi nè, có tờ giấy mà. Giám đốc mới ký cho em hồi sáng nè. Trời. Không quá, giỡn hoài mới làm tháng vô trưởng phòng, giỡn hoài. Vậy? Ánh mắt này, đôi môi này và con người này, ngay từ khi bước vào công ty á, là tôi đã biết rồi. Đây là một người, là gọi là một người và là chỉ có thể làm sếp thôi. Cây cao bóng cả, người chỉ làm những cái việc lớn thôi. Chiếu cố cho em nha sếp. Dạ, dạ. Xong chưa? Cái tật kỳ cục. Nghe người ta làm trưởng phòng, cứ đi qua đó nịnh là sao bước vào đây. Ủa, sếp thì sao? Ăn gì chưa sếp? Mình lên chức trưởng phòng mà sếp, phải ăn mừng đi sếp. Ừ, ăn mừng lớn đi sếp. Đúng rồi. Ăn mừng hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ được rồi. Vậy thì chiều nay em sẽ dắt mọi người đi ăn. Dạ. Hello. À, dạ đúng rồi. Dạ 50 người nha. Dạ. Nhưng mà phòng mình chỉ có 3 người mà làm gì ăn tới 50 người. Bà con chồng họ nhà em. Bạn trai em nữa. Dạ. À lộn quên. À, bạn gái của em nữa. Dạ. Đi chúc mừng sếp. Dạ sếp ơi sếp. Dạ. Em thấy sếp làm gì cũng mệt mỏi quá đó. Cho nên mình cần một chút xíu nghỉ ngơi. Mình cần một chút xíu gọi là sức khỏe. Và đây là một ly nước sâm nhà vệ sinh nè. Hả? Anh nói gì? Nước sâm ở nhà nấu rất là vệ sinh. Dạ. À, mời sếp dùng ạ. Dạ. Wow, ngon quá. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, sếp uống thử đi ạ. Hảo hạng đó sếp. Hảo nhà vệ sinh. À, quên, à, hảo nước sâm. Dạ. Làm việc mệt mỏi, căng thẳng, cực khổ. Sao xong chưa? Xong rồi. Dán giùm cái máy coi. Trời đất ơi. Để tay em ra tay vậy. Thôi kệ đi. Sợ quá rồi, lại. Thôi, mày nói nghe nè. Gì? Giấu cái mặt vô nha. Yên tâm. Giờ tôi ngồi làm sao ta? Alo, sếp. Dạ em chào sếp. Dạ đâu có gì đâu sếp. Hôm nay em gọi sếp. Hả? Sếp nói gì? Cái bạn. Sếp để ý gì đâu không mà. Cái cần để ý là tụi lái em làm xe, việc lái nè. Lái xe. Dạ. Hả?
Lái xe, lái xe, bí bí. Trời ơi sếp ơi, sếp không nói em không biết luôn á sếp. Trưởng phòng dám dẫn con gái vô trong công ty. Rồi còn, lái xe, lái xe. Rồi còn... Lái xe, lái xe. Đó sếp ơi. Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ, 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 biết rồi sếp, 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 dạ, dạ, dạ. Lái xe, lái xe. Hoàn thành rồi, quá anh rồi. Ê, ngồi, ngồi cái thế nó mỏi cái chân quá. Thế này, này, ba, cái đầu tóc giả nó ngứa dễ sợ. Trời ơi, dùng mì. Cái bị đổi gì? Sao uống nước sâm mà tự nhiên ê mông quá vậy trời? Sao tự nhiên có cảm giác như mình mới lái xe không? Ai có ai kêu lái xe đó. Dạ, chắc đi xe dằn ê mông. Sếp. Dạ, alo, em nghe sếp. Lên phòng sếp ngay hả sếp? Có việc gấp hả sếp? Dạ, rồi, 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 em lên liền, dạ. À, đi đâu gì anh trưởng phòng? Em đi công việc tí xíu nha anh. Anh đi cẩn thận, có chừng dắp cục đá té bây giờ đó. Dạ. Cẩn thận nha sếp nha. Ý, trời ơi, thấy cái gì mà buồn thiêu buồn vậy? Sếp không có tôn trọng tôi. Làm gì không tôn trọng công việc mà. Người ta có cái câu nói là cái gì vậy? Khi một cái cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác nó mở ra. Đúng rồi. Nghỉ việc thì thôi. Khoan, nghỉ việc là sao? Thì cái vụ mà rồi dẫn bạn gái về phòng rồi cái lên xe đó. Sếp là sao biết sếp gọi lên sếp chửi. Đúng rồi. Sếp có nhắc cái vụ đó cho tôi. Nhưng mà sếp không có chửi. Sếp chỉ kêu là lần sau không có làm như vậy nữa thôi. Ủa, đúng là phải chửi chứ, tại vì cái văn phòng chứ đâu phải cái công viên. Anh biết lái xe không? Biết sao không biết. Lái xe, lái xe. Cái giọng này quen lắm nè nghe. Tôi biết rồi nghe. Hai người nha. Dám hại tôi hả? Ấy cơ mà, hại gì? Cái đó là em thử lòng, em coi thử sếp có quý trọng tài năng của trưởng phòng hay không. Đúng rồi, nếu như mà sếp la hả, thì anh không muốn làm gì cái đây nữa. Đúng. Người sếp là người sếp không đáng quý. Đúng, mà một khi mà đuổi việc trưởng phòng một cái là em nghĩ theo liền. Tôi đang bực mình sếp quá đi nè. Sao bực nữa? Thì không đuổi việc làm mừng chứ sao bực. Sếp không có tôn trọng tôi, đề bạt tăng lương cho tôi. Mà tôi kêu tăng lương gấp 3 lần. Sếp không tôn trọng tôi, sếp kêu tăng lương gấp 4 lần. Cái gì? Bực mình. Tăng gấp 4 lần. Tăng lương gấp 4 lần. Không đuổi tăng lương. Không đuổi. Nói thiệt hả? Nói thiệt. À bây giờ nó nghe nè. Thôi bây giờ những cái chuyện không vui mình bỏ qua một bên. Hả? Và bây giờ mình được tăng lương là mình vui rồi. Cho nên mình quyết định mình phải đặt nhà hàng mình ăn mừng. Đặt nhà hàng nha sếp. Ê. Trời ơi hay quá. Alo. À, dạ. Thôi. Dạ. 300 bàn nha. À. Ok. Hai người thôi đi, hai người đang làm cái gì vậy? Thì đã bà ăn mừng. Nè, tôi nói cho hai người biết nha, lần trước nha, tôi đã nhịn một lần rồi. Mắc mớ gì, tôi phải rửa. Công sức của tôi làm cũng có một mình nè, hai người cũng có ngồi chơi à. Xong bây giờ tăng lương rồi đòi rửa chung lần sau. Mà mắc mớ gì, tôi muốn mời ai tôi mời chứ, đâu phải là ép tôi như vậy đâu. Ăn ở không đợi người ta lên chức xong rồi đòi rửa à. Vô duyên riết quen. Hủy bàn. Trong công việc, ai cũng muốn những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Thế nên, mỗi khi được khen thưởng, họ thường rất vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã ngay lập tức bị các đồng nghiệp dập tắt bằng lý do quen thuộc. Rửa. Được khen thưởng, tất nhiên là phải ăn mừng. Thế nhưng, đó nên là sự tự nguyện chứ không phải là ép buộc. Bởi lẽ, khi họ nỗ lực làm việc, tăng ca ngày đêm thì bạn ở đâu, có phụ giúp gì họ? Rồi trong những lúc khó khăn cần giúp đỡ, bạn có sẵn lòng tương trợ hay ngoảnh mặt làm ngơ? Họ được khen thưởng là vì khả năng của họ chứ không phải là nhờ bạn mà họ được thưởng. Vậy nên, nếu có đi rửa thì cũng là do họ tự đề xuất chứ không phải đợi bạn bắt ép, rồi tỉ tê kể lể đủ điều. Làm như vậy mà bạn không tự thấy xấu hổ với bản thân sao? Đã không biết cố gắng mà còn ăn nhờ vào sự thành công của người khác. Vì thế, hãy ngưng ngay việc bắt người khác mời mọc ăn uống khi họ đang được khen thưởng. Ây chà, mệt mỏi quá. Ăn hoài. Chứ bây giờ gì có gì rồi làm đâu. Trưởng phòng làm hết rồi. Thì ta kiếm báo, ta đọc nè cho nó thông minh. Trời ơi, nhập tin tức. Người ta ăn lấy vitamin cho bổ nè. Mập thù lù ăn nữa. Dạ em nghe sếp. Dạ. Dạ, sếp kêu em đi nước ngoài. Đi công tác đợt này thì dạ em cảm ơn sếp. Đợt này em sẽ cố gắng thu xếp hoàn thành hết công việc của sếp giao. Dạ. Dạ, sếp yên tâm. Dạ. Trưởng phòng,
bộ trưởng phòng được được sếp giao đi công tác nước ngoài hả? Sướng nha. Rửa đi. Ai da, trời ơi. Ai da, trời ơi. Rửa rửa hoài à. Ủa, em nói nó rửa trái cây mà. Nó ăn nó không chịu rửa kìa. Đấy. Rồi. Thôi đâu mà. Em nói trước. Huệ. Huệ. Xin Huệ. Vô nè, vô nè.